ngày cái xín có 2 tháng 29 Tết thôi. Bây giờ 7:30 sáng. Hôm nay chính là cái của khu bách chính ngày xưa các bạn, và đây là khu bách khóa hai cũ đấy. Ở đường này bây giờ hiện tại đang đứng đây là bưu điện số 92. Số 9. Đây chính là ủy ban phường Quang Hanh. Bên trái hàng vàng là công an phường, và cái nhà cao tầng kế bên nữa là trường trung học phổ thông cơ sở. Lên cái bưu điện Quang Hanh. Chúng ta sẽ xem toàn bộ hình ảnh của cái lớp 9 chúng ta đã bày ra nhé. Đây chính là ngày sắp Tết 29 Tết như thế nào. Đây trước cửa phường Quang Hanh. Ta sẽ xuống chợ. Đây, điểm này là trước mặt ấy, là chợ thứ 9. Đây có cái hàng bán hoa quả tươi, dưa hấu, rồi là cam, thanh long, giả hoa lắm. Đấy, chỗ cắm cái ô là cổng chợ thiếu chính vậy. Đây quay ngay ngoài cửa chợ, ta bán bữa gà, bán gà hoa tươi. Đây chợ thứ 9 ơi. Chủ yếu vẫn là hoa tươi, hoa quả và rau xanh là cái cửa chợ người ta bán. Hoa rất đẹp, hoa lắm. Bưởi, dưa hấu, đậu, tất tật các loại rau củ quả đều có hết, còn có túi hàng Tết. Chợ Thiên Chín này có từ rất lâu, mới đầu nó chỉ là cái quán nhỏ nó tự phát, nhưng mà sau lâu dần thành chợ. Thế tôi nhớ là từ lâu lắm rồi, cũng năm trước năm 80 đã có cái chợ rồi. Xung quanh cũng không cảnh bên ngoài chợ. Nhìn bên trên có phía mặt là cái thứ 8 tiếp đường thứ 8 cái nhìn cây đấy. Đây là khu vực chợ cây chín. Quán khá nhộn nhịp.
hôm ta đi qua cổng chợ đi xuống dưới Huế vừa tiếp tới 8 bạn. Như vậy có mấy nhà người ta được người ta bán đây hoa quả hoa tươi, hóa chung đồ thắp hương ngày Tết là người ta bán đủ. Và nhìn được cây chín chỗ núi đá như là cũng thấy là cây số 10 đó. Bên kia đường là đồi núi. Đây bán đầy của loại hoa còn bưởi chưa hấu, đặc biệt là hoa tươi nhiều, có cái túi hàng Tết và đỏ trong đó, rượu bánh kẹo bia đủ hết. Đây bán đầy sắm hàng Tết đầy đủ ở đây. Ta đang ở khu vực Tây Hương 9, Tây Bắc 9, chợ Tây Hương 9 và quanh các khu vực chợ Tây Hương 9. Tiếp theo sau lần này ta sẽ đi xuống chiếc số 7 bạn nhé. Đây, chiếc số 7 rồi. Đây là gần chợ Tây số 7. Cái mốc Tây số 7 ở trước kia nó nằm ở đoạn này. Chỗ này cũng khá nhộn nhịp. Cũng hoa tươi, rồi bán gà, rồi hoa quả các loại. Khá nhộn nhịp luôn. Hôm nay là ngày 29, cận Tết rồi. Mua cũng là những người đi chợ đi giàu muộn. Còn chủ yếu là hoa quả và hoa tươi. Và một số cái đồ hương hoa thắp hương người ta hay mua những cái ngày giáp cận kề này. Từ những ngày đó thì giá rẻ hơn và chính xác hơn. Đoạn này phía trên chợ một chút. Và ta đi xuống chỗ chợ thứ 7 nha. Còn đấy là phía trên chợ đây. Đoạn này chính là cửa chợ thứ 7 đấy, khá tấp nập. Chợ bên dưới này, trong đấy, phía bên dưới đây. Đây là phía trên cổng chợ, rất nhiều hoa tươi và người ta mua bán rất nhộn nhịp. Đây vẫn là phía hành lang bên ngoài cổng chợ, dưa hấu rồi quả cam, hoa bưởi. Cam canh, cam giấy, thứ các bạn ăn cam. Chúng ta khảo sát được cái khu vực là cây số 9, chợ số 9. Và bây giờ đang là chợ cây số 7, cổng chợ cây số 7, quanh khu vực chợ cây số 7. Đây hoa rất nhiều, là hoa tươi. Khá là nhịp luôn. Các bạn quan sát và nghe cái bà con đang đi chợ nói chuyện với thôn sao đây, thích lắm các bạn. Quay xem cái Tết ấy. Quay cho đồng bào người ta xem chợ Tết, chợ Quang Hanh đẹp tuyệt vời, quay cho người ta xem. Quá. Bây giờ là sáng 29 Tết.
bà các bác thấy tôi quay đang kêu đấy các bạn. Quay chơi đi. Đây, anh em phải có cái phép mới được quay đấy. Đẹp chứ, rất đẹp. Không khí Tết rất là rộn rịp ở ngoài. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của tôi. Thì các bạn ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên nhấn nút chuông nhận thông báo nhất video của tôi. Xin cảm ơn quý vị các bạn. Xin chào các bạn.